Thưa quý vị, Kia T20 ngày hôm nay có nhân duyên gặp gỡ cùng với một người mà con Huy tin chắc là thanh xuân của rất nhiều người. Ngày còn còn nhỏ, Huy cũng hay nghe ba mình, mẹ mình, chị mình mở rất nhiều bài hát của anh thể hiện. Và hôm nay là một cơ duyên rất là lớn khi mà con Huy được ngồi đây được trò chuyện cùng với anh Đàm Vĩnh Hưng bằng tất cả những sự trân quý của chương trình. Cảm ơn anh đã dành thời gian đến đây tham gia chương trình. Xin chào Huy, chào tất cả quý vị khán giả, thính giả, độc giả của chương trình Khi ta 20. Thật là bất ngờ khi mà nhận được lời mời. Rồi nghĩ là chương trình có lộn không ta? Cái tên cái chương trình là Khi ta 20 dễ thương quá. Nhưng mà xác nhận là đúng là chương trình muốn mời Hưng thiệt. Xem như mình được đang trở về những ngày 20 và nói chuyện về những ngày tháng Khi ta 20. Đây là một cái điều rất đặc biệt, ít khi nào được chia sẻ, vì anh đang để dành để làm trong phim của anh đó, những cái kỷ niệm về khi mình 20 mình thế nào nào. Còn bây giờ thì hôm nay cũng có thể sẵn sàng chia sẻ cùng mọi người Khi ta 20. Và ngay lúc này đây thì mọi người ai cũng đều biết rằng Đàm Vĩnh Hưng đang rất hạnh phúc khi mà gần đây nhất thì anh cũng đã giới thiệu cậu con trai 3 tuổi của mình đến với tất cả quý vị khán giả, đến với công chúng mọi người được biết. Thời điểm hiện tại Polo rất là may mắn khi được ba Hưng rất là cưng chiều. Nhưng mà với anh Hưng thì tuổi thơ của anh Hưng em nghĩ rằng là sẽ có những điều nó không được như những gì Polo có thời điểm hiện tại. Hoàn cảnh gia đình của Hưng từ lúc nhỏ tới lúc khoảng chừng 7 tuổi đi. Dạ. Là gia đình một gia đình khá giả. Thế rồi ba mẹ bắt đầu gây gỗ, rồi không gần nhau. Đó, kéo theo cả cái việc mình cũng sẽ bị nghe những cái lời cãi vã, hằn học nhau. Rồi bắt đầu có những cuộc sự chia cách, gần mẹ thì không gần cha. Bán nhà dọn đi, rồi tới chỗ này tới kia phải đi theo mẹ khắp nơi hết. Cả một cái tuổi thơ nó không được bình yên. Ba thì về với má lớn, má thì bôn ba làm các loại kiểu nghề. Hưng với em gái được gửi nhà ngoại để học hành, học từ trong nhà dòng, rồi học ra tới trường cho tới khi Hưng 18 đi thi học kinh tế. Tại chỉ muốn, tại lúc đó thấy ca sĩ Lê Tuấn, anh ca sĩ Lê Tuấn vừa đẹp trai vừa xuất thân từ đại học kinh tế, chỉ biết mù mờ là làm kinh tế là sẽ giàu, là sẽ khá thôi đó. Thì cái đăng ký vô thi, nhưng cuối cùng là lại mượn những biến cố của xã hội, cuộc sống, Hưng lại không đi con đường đại học được. 19-20 là bắt đầu ra làm tóc, làm nghề, đi làm tự kiếm tiền luôn rồi đó. Hưng thấy và quan sát ở đâu đó rất nhiều những sự đẹp đẽ trong cái lứa tuổi 19-20, nhưng mà bên cạnh đó có nhiều thân phận, trong đó có Hưng không được tiếp tục con đường học hành, đối diện với cuộc sống và công việc kiếm tiền hàng ngày. Cái khoảng thời gian đó khi mà thấy bạn bè đồng trang lứa với mình ai cũng đều có thể đi học, nhìn rạng rỡ, cái sự tủi thân trong anh Hưng nó nhiều đến nhường nào nhỉ? Nhiều lắm em, nhiều tới mức mà anh phải tự tưởng tượng ra mình là những nhân vật trong các bộ phim bi kịch. Một ngày nào đó mình sẽ tự tỏa sáng, nhà cửa, rồi tài sản vàng bạc châu báu, rồi nhiều tiền để mình tự an ủi mình, tiêu diệt cái nỗi tủi thân thôi. Mình tự cho mình vào những cái vai, những vai đáng thương, vai tội nghiệp để mình chơi cái thú đau thương đó một mình. Lúc đó cũng không có đủ suy nghĩ để tìm ra lối thoát, chỉ biết đắm chìm trong những cái buồn đó thôi. Có thể là mình tự làm luật sư luôn để bào chữa cho gia cảnh của mình, cho ba mình, cho mẹ mình, cho bản thân mình đó. Điều đó có nghĩa rằng là ở cái độ tuổi 19-20 thì anh Hưng cũng khóc rất nhiều. Ôi, gần như là canh để chan cơm. Tại vì ở thời điểm đó không gần cha cũng không gần mẹ luôn. Ở với bà ngoại, tự đi làm tóc, rồi tự thuê chỗ ở, đạp xe đạp đi đi về về hàng ngày như vậy. Nó thành một cái thói quen không biết xấu hay đẹp, mà nó bắt đầu cảm thấy không cần thiết của phụ huynh ở bên cạnh mình. Cũng như thế này thôi đó, mình cũng sống được hàng ngày, cũng đi làm việc rồi như thế thôi. Chỉ mình tránh nhìn những cảnh hạnh phúc, tránh nhìn cảnh những cảnh mẹ ôm con vuốt ve, mà tránh cũng không nổi. Tới khi mà đi hát
không bao giờ quên được cái đêm đó anh hát ở tại Long Vân, Long Phụng, rạp đó là của show của chị Anh Tuyết. Cái chỗ đó chị Anh Tuyết làm hồi xưa làm phòng trà. Thì anh đang hát đó, thấy một cô đi xem cái nhà cùng với con của mình, xong rồi cô choàng vai, cô ôm con dựa vào, trời ơi, mình quay đi chỗ khác luôn, chịu không nổi. Mình nhớ không bao giờ quên, lúc đó mình đang hát cái bài Xin Dừng Lại Đến Tình Yêu đó. Mình phải đưa mình vào trong một cái nhân vật câu chuyện nào đó bất kỳ liền, miệng vẫn hát nhưng mà phải đắm chìm theo cái câu chuyện khác để khỏi nhìn thấy, để khỏi bị cảm xúc nó lấn át. Tại vì đối với anh lúc đó là mẹ anh thuở nhỏ, anh thèm khát sự gần gũi mẹ anh, làm mọi thứ cách để gặp mẹ anh hết trơn. Anh còn nói với má anh câu là thí dụ mà có ai mà đem cái nhà nhiều tiền đấy để đổi má thì Hưng cũng không chịu. Hồi nhỏ anh nói câu đó, không bao giờ anh quên câu đó. Cho nên là anh phải chấp nhận cái sự xa đó với một cái hoàn cảnh không thể thay đổi được. Bây giờ mình quay trở lại với những năm 20 của anh Đàm Vĩnh Hưng nha. Thì năm đó anh Hưng có nói rằng là anh Hưng đã phải đi làm rồi. Và cái công việc đó là công việc cắt tóc. Thì ngoài cái việc là cắt tóc ra thì anh Hưng còn làm những cái công việc nào nữa trước khi mà đến với cái việc ca hát? Hay là anh Hưng biết rằng là mình luôn luôn có năng khiếu về ca hát rồi, mình chỉ chờ có một ngày nếu có cơ hội thì mình sẽ tỏa sáng thôi? Anh xác định rõ mình sẽ làm tóc để có một cái sự ổn định để nuôi sống gia đình mình. Khi anh về Sài Gòn đó, năm 90, thì bà ngoại cho học nghề và được chọn một lần duy nhất thôi. Anh thấy cái cô trong tiệm, trong xóm á, cô làm tóc mà sao cô khá quá, có nuôi gia đình. Rồi cộng thêm cái việc mình tự suy nghĩ, suy diễn luôn, là cái đầu tóc không thể nào để tới quá 3 tháng được, đúng không? Mình phải học tóc thôi, để người ta đi cắt hoài liên tục thì mình kiếm được tiền. Phải cộng với cái khả năng, cái sở thích của mình thích làm đẹp vậy nữa. Thế là đúng, anh học nhanh lắm, anh chọn học nghề tóc. Chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình trở thành một ca sĩ và sống bằng cái nghề này. Và không có một cái quan niệm, một khái niệm gì là ca sĩ là một cái nghề kiếm ra tiền. Không có luôn, không biết luôn. Nó rất tình cờ và tự nhiên. Mình mê hát tới mức là mình sẵn sàng đóng cửa tiệm lại để mình đi thi chỗ này, đi hát chỗ kia, hát với nhau. Hồi xưa mới đi hát, xin cho người ta hát đó, lên tận Thủ Đức. Mình đóng cửa tiệm lại từ lúc 6 giờ để đi chạy lên Thủ Đức, 7 giờ rưỡi tối phải ngồi đó chờ, khi nào không có ca sĩ mới được hát. Còn ca sĩ là đi về, ca sĩ tới đổ đi về, mình cứ cầu nguyện tụi nó bị kẹt xe, bị này bị kia để mình được hát không à. Ngồi chờ, để nếu có hát mới được 25 ngàn, trong khi ở tiệm đứng đó làm thì được 150, 120 đó, vẫn sẵn sàng đóng cửa tiệm đi. Cho nên là Hưng cũng xác định ngay từ đầu cái việc hát của mình là đam mê. Chỉ biết nó là một hình ảnh rất đẹp, được lên sân khấu, được làm ca sĩ, được hát mọi người vỗ tay, như nó đã đủ rồi. Nhưng mà đam mê thì đam mê, chúng ta cũng phải cần có một cuộc sống đủ đầy. Nói về câu chuyện mưu sinh ở đây, thì em cũng biết rằng là trong thời thanh xuân của anh Hưng cũng có những đoạn anh Hưng không dám gọi một bát phở có thịt. Hay là lúc mà cha mất thì cũng không có tiền để mua hòm. Có bao giờ anh Hưng cảm thấy mất niềm tin vào cuộc đời không? Mất niềm tin vào cuộc sống thì không có à, nhưng mà bị gạt, bị bỏ rơi bởi con người, vẫn cứ tin. Rồi yêu vẫn lao đầu vô yêu, biết khổ, biết này kia. Nói chung là những cái thứ đó nó không làm cho anh sợ hãi à, mà tiếp tục tin, vẫn cứ tiếp, bình thường thôi. Có phải bởi vì cái niềm tin đó mà anh Hưng tới 8 lần khi tiếng hát truyền hình mà anh Hưng vẫn thi? Chắc chắn là có tin. Mình tạm nói là ông trời ổng cho Hưng món quà là Hưng biết nhận ra được mình sẽ làm được cái gì, sẽ hát ra sao, chứ không phải bị ảo tưởng hay bị bay bổng vô thức. Không có, mình biết rõ mình lắm, cho nên mình mới lì, mình mới quyết tâm mình theo đuổi các cuộc thi đó. Mà một sự ngớ ngẩn cũng trẻ con ở tuổi 20 đó, thấy người ta thi nhạc truyền thống đạt giải nhất
lao vô tập nhạc truyền thống. Năm sau có đứa kia nó đoạt giải bằng nhạc Tây Nguyên rồi nhạc quê hương, đó mình lao vô tập tất cả những thứ đó để chỉ được giải nhất. Mà trời ơi, rớt ngay tại vòng rẫy xe luôn. Mình hơn mình ở những năm kia thôi, chứ còn rất nhiều người hay hơn mình đó, cho nên mình phải đứng hạng khuyến hạng tư, mà 10 đứa hạng tư mới ghê. Mà hơn là người áp cuối của hạng tư luôn nha. Đó. Cho nên là mình đã thắng được mình của những năm trước đó rồi. Đó, có nghĩa là mình đã có một ngày, một sự đi lên rõ ràng. Đúng là ngoài cái niềm tin, ngoài niềm đam mê thì mình phải biết là mình cũng phải có khả năng nữa. Đúng em. Thì đó là cái điều mà mình cũng muốn gửi trao cho các bạn khán giả đang theo dõi chương trình. Nhưng mình nói thì nói, nhưng mà ai cũng nói mà tôi biết tôi hát hay chứ. Nhưng mà em ơi, 100 người thì 99 người luôn nghĩ mình hát hay rồi. Thiệt. Chỉ có một người mà thật sự minh mẫn, thật sự mà sáng suốt mới nhận ra mình hát gớm. Đó. Cho nên Hưng mới nói ngay từ đầu là ông trời ông cho một món quà là mình nhận thức được, mình biết rằng mình hát ra sao. Đó là quan trọng lắm nha mọi người. Và Hưng tự nói mình và nói các học trò mình là cái hát hay thì nhiều người hát hay lắm. Nhưng biết được mình hát dở chỗ nào mới quan trọng. Trước đây em có từng xem một cái chương trình trong một cái vòng chung kết của một cuộc thi về người dẫn chương trình. Thì anh Hưng có là khách mời cho một cái nhân vật, người đó thì cũng là người chị trong nghề của em. Anh Hưng có nói rằng là cái nhân duyên mà để anh Hưng đang là thợ cắt tóc chuyển sang là ca hát là do có những lần anh cắt tóc cho những cái người đến cắt anh hát vu vơ, xong mọi người cũng nói rằng là anh có khả năng hát, thế là anh bắt đầu anh nung nấu nhiều hơn niềm đam mê. Thì cái này là nó diễn ra như thế nào ở thời điểm đó anh? Tiệm tóc mà có ngày vắng, ngày đông, vắng thì làm cái gì trời. Ngủ thì anh không có cái chương trình ngủ trưa và không có cái từ mệt. Rồi bắt đầu hát thôi. Đó, nghe nhạc xong rồi mình muốn hát giống được như vậy phải tập, bắt đầu phải hát. Cái chỗ mà mặt bằng mà hứng bướng là cái chị đó, chị chủ nhà, chị cũng dễ dãi lắm. Ông xã đi làm tới chiều tối mới về. Ở sau này có cái giếng nước ngoài trời vậy đó. Thì ra ngoài vắng nhất, đừng ồn ở trên thôi. Chỉ có ra cái giếng đó ở giữa nhà đó là hát trong đó thôi, hoặc là xuống dưới khu nhà bếp, toilet ở đó. Có nghe thằng xóm bên cạnh nghe thôi, còn không ai nghe hết trơn á. Nhiều khi đang hát ngon lành đó, diễn tả các kiểu, đùng cái ông ngoại bà ngoại xuất hiện ra, trời ơi, mình bị giống như là mình lặng. Em biết những cái clip TikTok bây giờ nè, tụi nó hay giả con gái này kia, lúc mà mẹ xuất hiện là biến thành người khác đó, nó bị đơ mức độ vậy luôn đó. Đó, cho nên là mình cứ luyện tập lén các kiểu, có khi mình cắm đầu xuống dưới mình hát, ở dưới nó nghe nó vọng dưới đó thôi. Hát xong rồi là mình tự thu lại bằng cuốn cassette mình đó, xong là tự lấy hình dáng nữa, tự viết chủ đề giống như cái cuốn anh cassette người ta bán ngoài chợ đó. Tự làm cho mình. Có lần nào anh mở cuốn cassette đó cho khách nghe? Có chứ em, mới đầu anh cứ im lặng mở vậy đó, xong người ta hỏi ai vậy, tại giọng nói với anh với giọng hát khác nhau nha. Lúc mình cứ im lặng thử coi người ta phản ứng sao, có người thì xin copy luôn, mình mừng dễ sợ mừng luôn, xin chép ra cái cassette mà em hai măng mày nhét vô thôi, chạy qua là nó sang qua thôi à, dẹt à, hồi xưa là vậy đó. Cho nên là họ khen một cái chỗ mình mừng kính khủng khiếp luôn, trời ơi, có người chịu nghe và chịu copy rồi đó, xin thiệt luôn á, phải xin giỡn, xin làm màu đâu. Ta cắt tóc trả tiền mà đâu phải cắt chùa đâu mà làm màu chi, không ai nịnh mình hết trơn á. Thế là mình sung sướng vô cùng, đó là những cái ngày tháng, những kỷ niệm anh có được là như vậy đó. Anh còn nhớ là cái bài hát đầu tiên anh hát để nhận được cát xê trên sân khấu, lúc đó là anh bao nhiêu tuổi không? 18 tuổi, vẫn còn học trường học Nguyễn Thường Hiền, được Sở Giáo dục gọi đích danh đi diễn phục vụ cuối năm. Anh nhớ gần Tết, cộng với một hai bạn, rồi bên ngoài mời thêm chị Phương Dung nên đi hát cùng nhau và được chia tiền. Trời ơi, cái tờ tiền nó mới ơi là mới luôn đó, xong cầm về đưa hết cho má luôn đó. Năm 17-18 tuổi là biết cầm tiền đầu tiên, mình ngạc nhiên luôn đó, đi hát mà có tiền trời. Mình chỉ được đi hát chơi là vui rồi, trường kêu là đi hát thôi đó, được cuối cùng được tiền. Chú cha ơi, nó lớn chuyện kinh khủng khiếp thời điểm đó. Lúc đó anh có cái hình mẫu lý tưởng một ai đó không? Hồi đó thích giọng hát của anh Lê Tuấn với anh Trung Tử Lưu. Hồi đó anh Lưu chưa đi Mỹ đó, anh Lưu hát hay lắm. Rồi anh Lê Tuấn thì quá đẹp trai và nhảy đẹp và hot kinh khủng khiếp. Thì khúc lớn lớn hơn xíu nữa bắt đầu bị mê chị Bảo Yến. Hồi nhỏ xíu thì mê chị Cẩm Vân lắm. Chị Cẩm Vân có bao nhiêu áo dài là biết hết luôn á. Để tóc sao, để móng tay sao, sơn màu gì là biết hết. Đó.
rồi chị Thi Nga, Mỹ Lan rồi rồi thích kinh khủng. Rồi sau cái khoảng thời gian đó thì cái hành trình tiếp theo của anh nó có những cái bước chuyển đặc biệt như thế nào, những cái cột mốc để cho anh đến gần hơn với khán giả? Trời ơi, không hề dễ dàng đến gần đâu. 18 tuổi, học xong gia đình gặp biến cố lớn về kinh tế, thế là họ đẩy Hưng đi xuống dưới miền Tây để đi vượt biên. Thì năm 90 là năm các đảo tuyên bố đóng cửa, không đón nhận thường nhân nữa, thế là phải quay về, quay Sài Gòn đó, bắt đầu làm tóc. Thế năm 94 thì ba mất đó, cũng không có tiếp cận sân khấu gì hết trơn á, cứ làm tóc tới năm 96 bắt đầu có cái dấu hiệu của làn sóng xanh đó, những nhân tố mới, những gương mặt siêu hot xuất hiện như Lam Trường rồi Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung, tạo lên một cái sự kích động rất lớn ở trong mình luôn. Mê là mê hình ảnh Lam Trường đẹp trai, dễ thương, thư sinh, mình muốn giống vậy đó. Còn phân tích nữa chứ, lúc mà chưa nổi tiếng phân tích thấy Lam Trường cũng có cái thẹo giống mình, mũi cũng thẳng, cái sống thẳng cao, cũng có lý lịch là người Trung với người Hoa. Rồi chắc thế nào mình cũng nổi tiếng được. Biết đâu được, xong xách xe đạp ngày nào đi ngang nhà Lam Trường á, chẳng thấy Lam Trường đâu. Xong rồi bắt đầu thấy chị Hồng Nhung hát mà cái bài Đương Tuyệt Vọng, Đương Tuyệt Vọng hay quá, bắt đầu lao vào tập đó. Xong tới ngày nọ để nghe chị Thanh Lam hát hết hồn luôn. Trời ơi, đây mới là mình, đây mới là cách hát của mình, cách hát kiểu âm mà vũ trang như vậy đó. Là kiểu mình đây rồi. Thế là lao vô mê mà mê, trời ơi, tận xương tủy. Anh Lam có một cái nón, mình sẽ có một cái nón y vậy, mua ra chợ Sida mua đó, mà mặc áo choàng dài ra chợ Sida mua cái áo choàng dài để hát. Thấy chị Sinh Lam có cái hộp sỏ cái này nè, màu sỏ mũi nè, cũng ra chợ mua hộp đá về dán đây. Rồi Thanh Lam đeo cái nhẫn ngón cái cũng đeo. Nói chung chị Thanh Lam một cái nhân vật cá tính và rất đặc biệt và nổi loạn, là đúng cái kiểu mình, là đúng thiệt đúng luôn, không khác nào chứ. Vô tình cứ tập phải tập giống kiểu chị thì nó tạo cho mình cục hơi, nó mạnh và nó dữ dội vậy luôn mà mình không biết. Sau tới một ngày nọ, một sự biến chuyển là sao biết không, là khi làm cái album đầu tiên Đầu Tay, Đỡ Hoài Linh Đỡ Đầu là album Đầu Tay, thì anh cho tự biên tập tự chọn bài luôn. Thì anh cũng lựa những bài chị Lam hát mình thích thôi, nào là Nỗi Nhớ, Cho Em Một Ngày. Xong tới lúc mà đi tập thể dục tập tạ thì nghe được cái bài Caravan đó của Kitaro, thích bài đó, xong tự viết lời Việt đó, xong phải hát. Chết cha rồi, bà Lam ở đâu hát bài này ta, đâu có hình mẫu đâu, đâu có mẫu nào đâu đó, phải tự hát theo cái của mình. Xong cái bài Say Tình đó, nghe chị Cẩm Vân hát cũng rè, mình thích rè hơn nữa, mình làm cho nó dữ, mình quá mê cái kiểu rè của chị Cẩm Vân, cái mình làm rè hơn đó, thì nó không có giống mẫu nào hết. Mà cái bài Tình Ở Xứ Nguyên cũng vậy nữa, hát theo kiểu của mình, vô tình bài nó nổi đó. Đó thì mình mới nhận ra, ô, nếu người ta muốn nghe chị Thanh Lam khỏi cần nghe mình, nghe đúng bản gốc luôn. Mà nếu mình cứ núp trong cái bóng của người nổi tiếng như vậy và hát theo như vậy hoài, nó chỉ thỏa mãn cái đam mê và cái sự sung sướng của mình thôi đó, chứ không bao giờ được đón nhận cả. Bắt đầu là lúc nào cũng phải hát Tình Đã Xuất Nguyên hàng đêm, tại người ta yêu cầu say tình hàng đêm, cứ nó quen dần, mình bị phai nhạt cái cách hát của chị Thanh Lam luôn. Ta chót đã lỡ yêu em rồi, con tim ta lỡ trao em rồi, ta dạy ta hát nghêu ngao lời tình si mê, em có hay không nào, gió mai như chén chua cay nơi. Lê bêu như gã du ca buồn, lang thang bước với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyền. Cái hạnh phúc nhất á mà anh được mọi người gọi là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là gì ha? Em ơi, lúc đó nhá, anh còn làm làm tóc nhá, anh chỉ thấy người ta in cặp visit á, anh cũng tự đi in mà lén lút, trời ơi. Thấy cái hình của mình chụp á, xong rồi làm cặp visit, xong địa chỉ ở dưới, rồi số tin nhắn, cái máy tin nhắn gì nè, em nhỏ xíu hồi xưa nè, chúng có điện thoại nữa, hồi xưa có điện thoại đó, thì ghi chữ single ở dưới thôi, Vĩnh Hưng.
xong rồi giấu không dám khoe luôn em ơi. Trời ơi, cái đó cái cặp visit mà đầu tiên mà màu xanh là màu xanh lá cây đó. Xong rồi tới khi mình được gọi là ca sĩ, giới thiệu ca sĩ, trời ơi, ở trong trái tim mình nó rạo rực mà nó đã một cách kỳ lạ luôn, nhưng giống như được thừa nhận nha em. Đó, mình là con cái của ai đó mà không được thừa nhận mình ức lắm. Mình làm cái gì đó nó rất là tốt đẹp mà người khác cướp công nó, ví dụ vậy đó, cuối cùng mình được thừa nhận nó, trời ơi, nó đã được gọi là ca sĩ rồi, nó hạnh phúc kinh khủng, cảm giác nó đã lắm. Nhưng mà có thì đã khó rồi, nhưng mà giữ thì nó còn khó hơn nữa. Để khẳng định được cái tên là ông Hoàng Nhật Việt Đàm Vĩnh Hưng, cái chữ ông Hoàng Nhật Việt đó cũng có nhiều người nói rằng là thằng này nó gan quá, nó tự dỗ ngực xưng tên nó nhận ông Hoàng Nhật Việt. Chưa bao giờ, đó là báo chí và khán giả họ thương họ tặng thôi, chứ trời ơi, tại bản thân Hưng không thích làm vua chúa gì hết trơn á, tại vua nào cũng phải thoái triều làm tướng quân thôi. À, đúng, Hưng cũng nhìn thấy rất là nhiều những anh chị nghệ sĩ rực rỡ, sau đó cái vinh quang nó vụt tắt. Thì Hưng được ông trời, ông cho một cái món quà may mắn đó là nhắm bắt được tình hình, đoán trước được thị phần ra sao để chọn một những bước đi và những bài đáp cho mình. Bây giờ nói ra thì mọi người nói, ồ, cái nghề của ông thì hát thì cứ lo hát, hoặc là cái việc ông tự lo chứ việc cố gắng gì, gớm nổ niết, không có đâu quý vị. Đừng bao giờ nghĩ mình có một cái chất giọng, có một chút xíu ngoại hình, bước lên ca sĩ, bước lên được đó, nhưng mà ở lại đó bao lâu thì cần có thêm một cái đầu nữa. Hơn nói thiệt, tính toán từng bài hát, biết quan sát khán giả đêm nay là đối tượng nào, hát một bài biết được người ta phản ứng ra sao để đổi một cái màu sắc khác liền, và biết tâm lý của khán giả thích cái kiểu gì nhất. Rồi tới khi mà Hưng ở năm 2005, Hưng thấy chị Nhã Phương đứng lại hát Lo Là Tình Ái nhẹ nhàng dễ thương đó, chị Bảo Yến chuyển qua nhạc bolero, mình đi hát mình vậy nữa, mình nghĩ em ơi, nếu mình sau này mình lớn tuổi, mình già đi, mình có còn ăn mặc quần rách không, tóc highlight hay là làm khùng làm điên ngoài sân khấu, lăn lộn rồi nhảy rồi bay đá các kiểu không đó, rồi khán giả họ sẽ gọi mình là cái gì ta, ông Hưng, thằng Hưng hay là cái gì, phải có một cái gì chứ, hay là Hưng chọn một cái dòng nhạc xưa bolero để làm một cái bài đáp cho mình, để mình có thêm khán giả, có thêm cái lứa tuổi khán giả của mình, sau này họ sẽ lớn đi, họ già đi, họ sẽ không còn nghe những cái đồ gào thét nữa, họ chọn nghe một cái màu sắc khác, thì đó, mình đã có sẵn rồi. Anh thích nghi nhanh lắm, ở đó những cái mới rất nhanh, chứ còn mình cứ khư khư ở tuốt ở trên nóc ở trên đó thì ở trên đó mình đi đó, khỏi chơi với ai hết. Ở dưới đây chợ đông vui muốn chết đó, cho nên là Hưng xác định rõ mình giống như một chiếc xe ở trên một đoạn đường, Quang Huy ạ, và có nhiều chiếc xe khác cũng đang chạy. Nếu mình không chăm sóc cái xe của mình đó, không đổ xăng đầy, mặc dù bây giờ xăng hơi khó mua đó, thì mình sẽ là bị trục trặc đứng lại ngay tại chỗ đó để sửa cái xe đó và nhiều xe khác đi qua. Cho khi mình biết bảo quản cái xe mình tốt trước đi ngay từ đầu để mình có thể chạy, có thể tới một lúc nó chạy chậm đó, nhưng vẫn đang chạy nha mấy má, chứ không phải là đứng yên đợi cho mấy máy vượt qua đó, vẫn đang chạy và thấy là không lơ mơ được với cái xe này đó. Đó là cái cách tính, trời ơi, tính điên đầu lắm, không phải đơn giản là leo lên sân khấu hát cầm tiền đâu, không có đâu, tính các loại kiểu em ơi, áo quần ra sao, rồi đối nhân xử thế với xã hội, mình nhận được cái gì, mình sống lại với cộng đồng ra sao, chứ không phải là cứ khư cái trốn trong nhà đến đợi cái show hát đi hát xong rồi người ta săn đuổi, không có đâu. Nhiều thứ là phải làm lắm. Tại vì anh Hưng có nhắc tới một cụm từ là đối nhân xử thế, thì em biết anh Hưng là ngoài việc là đi hát nè, anh Hưng còn có rất là nhiều những cái hoạt động thiện nguyện. Các bạn dancer trong những cái tiết mục biểu diễn của anh Hưng, hay là những bạn trong những nhóm bè cùng với anh Hưng, thì các bạn nói rằng là ngoài cái chi phí mà chương trình nhận được, các bạn nhận được, thì anh Hưng cũng không có nề hà gì về chuyện sẽ có những cái phần gửi thêm cho các bạn, xem như là cảm ơn các bạn vì đã cùng với anh Hưng thăng hoa trên cuộc sống. Trên sân khấu anh Hưng cũng ít khi nào nói điều này cho mọi người lắm, nhưng mà tại vì em có chơi chung với các bạn có từng tỉ tê cho em, cho nên em mới biết. Cảm ơn em. À, đúng là điều này ít khi nào chia sẻ. Khi mình nhận được một cục lương thì những người phía sau mình á, họ đứng cả đêm, họ hát bè, rồi họ đánh đàn, trong khi mình đang được hào quang vinh quang, mình được hay hơn mà, thấy không?
thôi thêm xíu cho em ăn tối cho mọi người vui, lần sau họ đứng họ đến khuya cho mình thêm nhiêu họ cũng không ngại. Anh nghĩ là vậy. Từ hậu đài cũng vậy nữa, những em đi làm khiêng vác rồi nhiều khi bị rớt đồ xuống dập chân hoặc là điện giật, ôi đủ thứ chuyện hết trơn á, rồi mà gia cảnh thì cũng khổ cực mới đi làm như vậy. Mình chia mỗi người xíu xíu nó vui. Anh thấy cái điều đó nó có trong mình ngay từ lúc mà chưa đi hát. Những đêm đi làm tóc về thấy trước cửa tiệm có một cái người tội nghiệp vậy cũng móc ra cho luôn đó, vậy đó. Cho tới khi đi hát mình nhận được những lương nó cao hơn người ta đó, mình cũng biết chia sẻ. Trời ơi, mình nhớ bài, mình tập một bài muốn điên đầu rồi đó, mà họ nhớ quá trời bài luôn, mà động tác nào cũng hay cũng đẹp hết trơn á, mà tập ngày tập đêm khuya 3-4 giờ sáng mà còn tập, họ có quyền từ chối mà đúng không đó. Nhưng mà không được, mình phải biết sống suy nghĩ. Anh là một người phải biết sống, nhưng mà nhìn lại về chặng hành trình đã qua của mình, thanh xuân của mình á, có điều gì anh Đàm Vĩnh Hưng cảm thấy tiếc là mình chưa làm được hay không? Nói tiếc thì nó quá tham lam, mà tham lam quá là tính của Hưng. Hưng ước mình bước vào nghề hát lúc 20 tuổi. Khi ta 20 thì mình sẽ đi hát. Đó. Thì mình sẽ có nhiều thời gian để mình làm được thật thật nhiều những cái điều như một số bạn trẻ hiện nay đã làm được. Nói tiếc là có polo sớm hơn. À, dạ. Có còn sớm hơn. Để mình có thời gian dài hơn. Mình chơi với con, mình đi ngồi suối, mình cưới vợ cho con. Và ngay lúc này đây thì ở tuổi 50 rồi, nhìn lại những cái năm mà tuổi đôi mươi của mình á, thì cái tâm thế lúc này của anh Hưng nó như thế nào khi nhìn lại khoảng thời gian đó? Trước tiên là mình phải gấp 3 lên tâm thế lên anh ạ. Gấp 2, gấp 2 rưỡi, gấp 3 lên đó. Suy nghĩ mọi thứ nó sâu hơn. Mình hiểu được những cái ngông nghênh, những cái sự nổi loạn và thậm chí hư hỏng của những bạn trẻ. Cũng giống y chang anh ngày xưa, cũng có những nổi loạn, có những cái suy nghĩ luôn luôn mình là đúng. Tại vì chưa có 20, 30 năm sau để chứng kiến, để trải nghiệm những sóng gió và những gì mình đã từng phải gặp. Nên là những cái lời khuyên của bố mẹ nhiều khi mình thấy nó dư thừa, mình thấy nhàm chán, mình thấy nó trợ nhức đầu quá, ngày nào cũng nói những cái điều đó. Nhưng các em ơi, các con ơi, đó là những kinh nghiệm của những người lớn, của những bố mẹ đã thấy được những cái hố phía trước, những cái trông trên phía trước để nói, để dạy cho các em, để các em khỏi bị rơi, ngã, té hoặc là bị thất bại. Thì làm ơn nên nghe. Anh nói thiệt, 20 tuổi cho tới 50 tuổi, chú Hưng có 30 năm để ngày nào cũng sống và đối diện và đánh đấm về chinh chiến, gặp rất là nhiều thứ trong cuộc sống này. 30 năm trời để có những kinh nghiệm, để nói với con mình, cháu mình, học trò của mình, hoặc nói với các em. Thì bố mẹ của tụi cưng cũng vậy nữa. Và theo suy nghĩ riêng của anh Hưng, của chú Hưng, một người làm cha làm mẹ, dù thân phận họ có là ai, thì họ luôn luôn muốn dạy cho con mình những điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này, dù họ có không tốt đẹp. Một thanh xuân của Đàm Vĩnh Hưng rất nhiều những màu sắc, và những điều đó đã trui rèn tạo nên tất cả những điều như thời điểm hiện tại mà anh Hưng có. Em cảm ơn anh Hưng rất là nhiều. Hưng rất vui có mặt ngày hôm nay. Hy vọng là sẽ được tiếp tục có mặt những lần tiếp theo nữa để chia sẻ những điều khác biệt hơn trong cuộc sống này. Và xin chúc cho ban biên tập cũng như độc giả, khán giả, những người theo dõi yêu thích chương trình này luôn luôn có nhiều sức khỏe, bình an, sáng tạo, thành công, may mắn và hạnh phúc. Và đặc biệt là hãy nuôi dưỡng tâm hồn mình thêm bằng việc nghe nhạc Đàm Vĩnh Hưng. cảm ơn. Và quý vị khán giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình là vào lúc 21:55 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Quang Huy và anh Đàm Vĩnh Hưng xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.